và kính thưa toàn thể các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân đến tham dự trận chung kết của giải bóng đá chào mừng lễ hội truyền thống làng Du Xá Thượng lần thứ 15. Hôm nay tôi xin trân trọng giới thiệu có ông Nguyễn Như Tuyển, ông Nguyễn Mạnh Khơi, trưởng thôn, trưởng ban tổ chức lễ hội, ông Nguyễn Phụ Cách, bí thư chi bộ, phó ban tổ chức lễ hội, và ông Trịnh Văn Thương là chỉ viên phó ban tổ chức giải. Và trong toàn bộ tất cả trong ban tổ chức giải bóng đá đã có mặt trong buổi hôm nay. Bên này không có. Và xin kính mời cùng toàn thể nhân dân quân giải thưởng chúng ta đến cổ vũ và động viên cho giải. Sau đây là đội hình ra sân của hai đội. Đội hình ra sân của các cầu thủ FC Sóng 1 gồm có Khắc Chiến, Minh Hoàng, Phúc Chất, Phong Kitan, Phúc Đức, Phúc Hải và Phúc Lâm. Đội hình ra sân của các cầu thủ FC Sóng 8 gồm có Văn Tạo, Đăng Hưng, Cao Long, Cao Duy, Đăng Điệp, Xuân Hiệp và Cao Dũng. Các cầu thủ FC Sóng 8 với trang phục áo đỏ, quần đen. Còn các cầu thủ FC Sóng 1 với trang phục áo hồng, quần xanh. Và cổ động viên rất hay của hai đội. Với đội hình đang chia sao hạng A đang thi đấu ở châu Âu về thi đấu cho đội tuyển quốc gia FC 61 và FC 68. Hai đội hình có rất nhiều những ngôi sao, đội trưởng Phúc Chất và đội trưởng Đăng Điệp đang làm thủ tục bốc thăm chọn sân. Điều khiển trận đấu này là hai trọng tài chính, trọng tài Kiều Anh Tuấn và Anh Đức. Hai trọng tài rất nổi tiếng của bóng đá thế giới đã bắt trận chung kết ngày hôm nay, một trong những trận chung kết được khán giả chờ đợi. Các cầu thủ FC 61 sẽ là người ra bóng trước. Đứng trước bóng đang là Phúc Lâm. Hiệp một của trận đấu được bắt đầu. Các cầu thủ Sóng 1 đang có bóng. Bóng đá đi hết đường biên đài, một quả đá biên cho các cầu thủ Sóng 8. Đứng trước bóng đang là Đăng Điệp. Đăng Điệp. Không được. Vẫn là các cầu thủ Sóng 8. Đăng Hưng phạm lỗi rồi. Phúc Chất là người phạm lỗi với trung vệ Đăng Hưng. Một quả đá phạt. Đứng trước bóng đang là Cao Duy. Cao Duy. Bất ngờ. Bóng đá đi hết đường biên. Tiếp tục là một quả đá biên cho các cầu thủ Sóng 8. Cao Duy. Không được. Cú sút xa của Cao Duy đã đi chỗ chính xác. Bắt bóng lên cho FC 61. Bóng đất cơn. Đá biên cho cầu thủ 61. Đội
đội trưởng Phúc Chất sẽ là người thực hiện quả đá biên. Phúc Chất không được, bóng vẫn còn trong sân, đúng không? Không được, cú va chân rất nhanh của Phúc Hải và một pha phạm lỗi của Tao Duy. Phúc Hải đang rất đau, rất đau. Và một quả đá phạt cho các cầu thủ số 1. Cầu thủ Phúc Hải đang rất đau nằm trên sân. Nếu cầu thủ Phúc Hải không thi đấu được, đó là một tổn thất rất lớn của các cầu thủ FC số 1. Cầu thủ trẻ này đang chơi rất cơ động. Số 1. Một quả đá phạt. Một quả đá phạt tương đối nguy hiểm. Đứng trước bóng đang là Minh Hoàng và Phúc Đức. Phúc Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Những phút đầu của trận đấu đang được diễn ra rất sôi nổi. Phúc Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Phúc Đức. Thủ môn cao tạo đang chơi rất tập trung. Bóng kỹ năng không được, vẫn còn, vẫn là các cầu thủ số 1. Bóng đá đi hết được kỹ năng. Phát bóng lên cho các cầu thủ số 8. Tao đi. Đánh nhau không được. Một trận chung kết được rất nhiều khán giả ở trên toàn thế giới mong đợi đang diễn ra rất sôi nổi tại nhà hát của những giấc mơ. Bóng đã nằm gọn trong tay của thủ môn Cao Tạo. Đã ngưng triển khai bóng cho cầu thủ sáng con đối lăng. Phạm lỗi rồi. Tiếp tục là một pha phạm lỗi. Phúc Hải sẽ là người. Phúc Đức sẽ là người quả đá phạt. Phúc Đức. Phúc Đức. Phúc Đức. Anh Viên bắt được hai pha bóng của Phúc Đức. Các cầu thủ FC số 1 đang tràn lên tấn công rất tốt. Vì thế không được. Các cầu thủ FC số 1 và số 8 đang mang thứ bóng đá Tiki Taka tại nhà hát của những giấc mơ để cống hiến cho khán giả ngày hôm nay một trận cầu đẹp mắt. Một quả đá biên cho cầu thủ số 1. Phúc Chất sẽ là người thực hiện quả đá biên. Phúc Chất. Bóng bất ngờ. Không được. Trọng tài đã cắt còi. Một quả đá phạt cho số 8. Tao tao.
vẫn là các cầu thủ số 1. Đá biên cho các cầu thủ số 1. Bóng đi tan. Chúng ta đã cắt còi và một quả đá phạt lên cho 6-1. Bước chân cũng không được. Các cầu thủ số 8 đã có báo bóng. Không được. Trọng tài đã cắt còi. Và một quả đá phạt cho số 8. Các cầu thủ đầu tiên của số 8 đã cổ động rất nhiệt tình cho đội bóng của mình. Cao Duy sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Không được, chưa được. Thủ số 1 sẽ đó là 1-0 cho các thủ số 1. Những phần thủ sẽ đấy đang được đẩy lên tiếp theo. Bắt xe lửa, bắt xe lửa. Chúng ta hãy xe tay, chúng ta hãy xe lửa. Chúng ta ăn với cảm thấy qua đời đã cung ứng cho khán giả này hôm nay. Rất đẹp vật. Đặc điểm. Bóng đá đi hết đường biên. Một quả đá biên cho số 1. Bóng bất ngờ trong sân, đăng điểm. Vẫn là đăng điểm, không được. Vẫn là các đội số 1. Không được, không được. Và không cho em số 8, có đi. Vẫn là đăng đi. Không qua được hai cầu thủ rồi. Số 1. Và một quả đá phạt cho 6-8. Bóng đang là đăng điểm sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Đăng điểm, đăng điểm, đăng điểm. Bóng đá đi hơi thiếu chính xác so với khung thành của thủ môn 6-1. Phong Kỳ Đan vẫn là Phong Kỳ Đan, vẫn là các cầu thủ 6-1, vẫn là các cầu thủ 6-1. Không được, trọng tài cắt còi. Và một quả đá phạt, một quả đá phạt cho các cầu thủ 6-1. Liên tiếp là những pha phạm lỗi với không phải. Cầu thủ đang rất đau ở trên sân. Cầu thủ đang rất đau ở trên sân, đó là không phải. Một trận đấu đang rất căng thẳng và
Trọng tài đang nhắc nhở hai cầu thủ. Rất hay. Phúc Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Phúc Đức đá vào. Một quả đá xuất sắc. Một pha phát bóng lên. Đá vào. Vẫn còn, không qua được Phong Kitan. Lên, rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Để xem bàn thắng có được công nhận không. Bình an.
đủ số 1. Không được, bóng đá đi hết được bên này. Vẫn là các cầu thủ số 1. Không được, không được. Chúng ta đang rất nhanh của Kazi. Vẫn là các cầu thủ số 1. Không được, phòng kỹ bàn. Không phải. Vẫn được. Tiếp tục là một quả đá biên. Một trận giải vàng dành cho Đăng Kiệt. Đội trưởng Đăng Kiệt bị nhận một chiếc thẻ vàng. Đá biên cho cầu thủ số 1. Chúng ta sẽ rất nhanh của chúng ta. Vẫn là các cầu thủ số 1. Rất nhanh tiếp theo các cầu thủ số 1. Với pha dứt điểm vừa rồi của Phúc Hoài. Thủ môn Quan Dạ đã bay hết tới để đẩy bóng đi cứu một bàn thua trông thấy cho các cầu thủ 68. Một pha bay người như chim của Cao Tạo. Và anh đang bị đau lập trên sân. Trọng tài FC 61 có sân ra được người. Phúc Lâm ra sân và Vi Thùng ra sân. Các cầu thủ FC 61 đang tăng cường hàng tấn công, tìm kiếm bàn gỗ. Quả đá phạt góc cho FC 61. Đúng lúc sẽ là người thực hiện quả đá phạt góc. Đúng lúc đánh nhau không dùng. Tiếp tục là một quả đá biên. Các cầu thủ 61 đang tấn công rất nhiều bên phía cánh trái. Đúng lúc phạt lỗi rồi. Tao gì đã phạt lỗi với Phúc Minh. FC 61. Bóng đó là biết đâu. Một trận đấu đang diễn ra rất hay, thế trận được đẩy lên rất cao với tốc độ rất cao của hai đội. Không được. Vẫn là các cầu thủ sáng tạo.
Đăng điểm. Báo lên. Đúng rồi. Một quả đá phạt góc cho FC08. Đúng chưa, bóng đang là đăng điểm. Quả này rồi. Chúng ta chân rất tranh quả cao hiểm. Bóng đi hơi thở chính xác. Phát bóng lên. Tiếp tục là một quả đá biên cho 6-1. Bóng đi đã chơi rất hay và chúng ta đã rồi. Tiếp tục là một quả đá phạt cho FC 61. Cầu thủ Phúc Hải lại đang làm trên sân. Liên tiếp là những pha phạm lỗi của các cầu thủ FC 68 với Phúc Hải. Chiếc bóng đang là Viết Hùng. Một dáng đứng rất cơ ban đầu. Liệu cú sút là như thế nào? Anh chúng ta cũng không được. Chúng ta chân của Minh Hoàng là hơi nhiều chúng ta. Tiếp tục là một cầu thủ trong đá đang lập trên sân. Đó là Cao Hiệp đang làm trên sân. Y tế đã vào. Ông Cao Văn Tò là bác sĩ bên phía 68 đang chăm sóc cho Văn Điệp. Ông Cao Văn Tò, trưởng ban y tế của 68. Chế cho nên là 68 này. Trận đấu chuẩn bị bắt đầu tiếp theo. Vẫn là cao thủ không được. Chúng ta chân rất mạnh của Cao Hiệp. Vẫn là các cầu thủ 68 không được mất bóng rồi. Minh Hoàng, vẫn là Minh Hoàng không qua được hai cầu thủ 68. Đá biên cho FC 61. Tỷ số của trận đấu đang là 2-0 nghiêng về các cầu thủ 68. Minh Hoàng vẫn còn, vẫn là Phong Kỹ Nan. Phúc Đức triển khai tấn công rất hay, vẫn là Phúc Đức. Chúng ta hai không được. Chúng ta hai trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi tại nhà hát của chúng tôi mơ. Phong Kỹ Nan vẫn là Phong Kỹ Nan. Thế đâu Phúc Đức. Vẫn cơ, vẫn là Minh Hoàng, Phúc Đức, vẫn là các cầu thủ của FC 61 đang triển khai tấn công. Đá biên cho các cầu thủ 61. Trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Tỷ số đã là 2-0 nghiêng về các cầu thủ 68. Đây cũng là lần thứ 3 các cầu thủ FC 68 đặt chân vào chơi trận chung kết. Một chức vô địch và một trận á quân. Liệu trận này các cầu thủ FC 68 có vô địch không? Chúng ta hãy còn chờ xem.
lắm, chỉ có 68 mới đủ người cân đấy mà. Đá biên cho 68. Cao Duy, cầu rất đẹp trai, sẽ thực hiện quả đá biên. Không được. Một pha đầy người và một quả đá phạt cho FC 61. Minh Hoàng sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Minh Hoàng thông qua được cái chân của tiền đạo trẻ Cao Duy. Tiếp tục là một quả đá biên. Phúc Đức sẽ là người thực hiện quả đá biên. Phúc Đức không được. Bật bóng rồi và không cho ông dẫn đáy. Đá biên, vẫn là đá biên. Chúc mừng không được. Thủ môn của FC 61 đã chơi rất hay. Vẫn là các cầu thủ 68 không được. Bóng đá đi hết đường biên nào và một quả đá biên cho cầu thủ 68. Hiệp một của trận đấu đang chơi về từ phút cuối. Tỷ số của trận đấu đã là 2-0. Nghiêng về các cầu thủ 68. Ăn là đóng không? Bóng đã đi hết đường biên ngang, phát bóng lên cho thủ môn 61. Bóng kỹ tan. Bóng được triển khai cho cầu thủ FC 61. Phúc Bài vẫn là phong kỹ tan. Cao Hiệp đã đang làm trên sân, anh đang rất đau. Không được. Chúng ta dừng rất nhanh của đăng điểm. Phúc Đức vẫn là phong kỹ tan, qua người không? Tiếp tục là một quả đá biên. Không được. Thủ môn Cao Tạ đã chơi rất tập trung cho phong đoạn giờ. Thủ môn Cao Tạ đang chơi trong câu lạc bộ PM Molik. Tiếp tục là một quả đá biên. Đội trưởng Đăng Điệp sẽ là người thực hiện quả đá biên. Vẫn tiếp tục là một quả đá biên. Không được. Cú sút rất mạnh của Đăng Điệp, bóng đá đi lên trời tìm chim. Phạm lỗi rồi. Một quả đá phạt trực tiếp cho các cầu thủ 61. Một quả đá phạt cách khung thành của thủ môn Cao Tạo chừng khoảng 10 mét. Thế Đông sẽ là người thực hiện quả đá biên, đá phạt. Không được. Tiếp tục là một quả đá biên. Phúc Đức sẽ là người thực hiện quả đá biên. Đánh đầu không được. Tiếp tục là một quả đá biên. Trọng tài FC 61 có xu thế đổi người. Các trường vào sân thay cho Phúc Chất. Các cầu thủ FC 61 đang tăng cường hàng tấn công. Tìm kiếm bàn thứ. Tiếp tục là một quả đá biên.
Đức sẽ là người thực hiện quả đá biên. Đúng rồi, Việt Nam Phúc Đức. Sáng rồi đúng không? Đào tạo đá chơi rất tập trung. 60p. Chuẩn. Rất nguy hiểm. Bóng vẫn còn. Không được. Cú ra chân rất nhanh của đăng điểm. Ok rồi. Phúc Hải. Vẫn là Phúc Hải. Đá biên cho FC 8. Cao Duy. Cao Duy là người quả đá biên. Không được. Bóng đá đi hết được bên càng. Phát bóng lên cho Hắc Trường. Tiếp tục là một quả đá biên. Đá gì? Bóng đá đi hết được bên nào. Bác Trường. Các cầu thủ số 1 đang triển khai tấn công. Vẫn đang không được. Thực vệ đang đá chơi rất hay sau vào lòng vừa rồi. Và một quả đá. Ban tổ chức đề nghị ông Nguyễn Phúc Truyền nhắc các cổ động viên 61 của mình. Còn bên phía các cầu thủ 68 đề nghị ông Cao Văn Thức, chủ tịch liên đoàn bóng đá 68 làm nhiệm vụ nhắc các cổ động viên của 68. Ông Cao Văn Thức. Hiệp hai của trận đấu bắt đầu. Cao Hiệp. Không được. Không được, cú ra chân rất nhanh của Cao Duy. Bóng vẫn còn. Một pha chạm tay của Đăng Hưng. Phát bóng lên cho thủ môn Cao Tạo. Bóng đá đi hết đường biên. Phúc Đức không được. Tiếp tục là một quả đá biên cho 68. Đứng trước bóng đó là Cao Duy. Đăng Hưng.
bóng vẫn còn. Không được. Bóng đá đi hơi chiều chính xác. Sau cú sút kìa, cầu thủ. Bóng vẫn còn. Không được. Vẫn là các cầu thủ 6-1. Vẫn còn. Các cầu thủ FC 6-1 đang tràn lên tấn công. Pháo đông. Phạm đối rồi. Hưng Hoàng đã phạm đối với Cao Dũng. Đúng bắt đầu của hiệp hai của trận đấu đang tốc độ của trận đấu đẩy lên rất cao. Với ba ghi bàn của Phúc Bảy. FC 68 đứng trước bóng đang là Cao Duy, cầu thủ rất đẹp trai, dáng đứng rất là đẹp. Liệu cú sút của anh thế nào đây? Một dáng đứng rất đẹp, rất Ronaldo. Cao Duy sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Một trận đấu rất căng của hai đội. Cao Duy không được, bóng đá chúng ta hàng rào. Tiếp tục là một quả đá biên cho FC 68. Những phút đầu hiệp hai của trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi. Đánh đầu không được, bóng đi vào xà ngang. Cầu thủ cao 2m08 Cao Dũng vừa có một cú đánh đầu, bóng đã đi vào xà ngang. Tiếp tục là một quả đá biên cho FC 6-1. Bóng vẫn còn, không được. Tiếp tục là một quả đá phạt góc. Tiếp tục là những pha tấn công từ phía cánh trái của các cầu thủ FC 6-1. Người thực hiện quả đá phạt góc là Phúc Đức. Phạm đối rồi. Và bước đường đá bị nhận một chiếc thẻ vàng. Với thực hiện quả đá phạt vẫn là Cao Duy. Sư phạt rất đẹp. Không được. Bóng đã bỏ không được. Bóng đã đi hết được bên ngàn. Bóng đi bàn. Vẫn là các cầu thủ 6-1 không được. Hãy
tiếp tục là một quả đá biên 2-1 của là tỷ số của cho tới lúc này. Một bàn rất mong manh, rất nguy hiểm, không được. Tiếp tục là một quả đá phạt đá biên cho các cầu thủ số 8. Đứng trung tâm đang là đội trưởng Đăng Điểm. Đề nghị các cầu thủ dự bị của 68 không được quật tràn vào sân. Đề nghị ông Cao Văn Thức làm nhiệm vụ của mình. Các trận đấu còn rất dài. Vẫn còn, vẫn là các cầu thủ. Tập đội vẫn còn. Bóng đá đi hết vận nguyên. Và một quả đá biên cho các cầu thủ SC 61. Những phút đầu hiệp 2 của trận đấu đang rất sôi nổi. Thế trận của trận đấu được đẩy lên rất cao và có hai bàn thắng chia đều cho hai đội của hiệp hai. Bóng ghi bàn. Bóng là cao thủ số 8 bằng cây. Rất bóng rồi. Văn Trường, vẫn là Văn Trường. Đứng trên bóng vẫn là Cao Duy. Cao Duy không được. Trọng tài đã cắt còi và một quả đá phạt lên cho sáu một. Minh Hoàng bóng vẫn còn, vẫn còn ở trong sân không cần. Bóng thuộc về các đội tuyển sáu một. Minh Hoàng là các cầu thủ số 1 triển khai tấn công. Minh Hoàng bóng đá đi hết được. Minh Hoàng tiếp tục là một quả đá biên. Người đá biên là Phong Phong Tăng. Cao trong sân, Cao Duy phạm lỗi rồi. Cao Duy đang làm đập 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 tay ở trên sân rất đau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chút. Các cầu thủ 68 đang có bóng không được. Đúng rồi, triển khai bóng cho cầu thủ 61. Vẫn còn, đúng được. Văn Trường. Vẫn là các cầu thủ 61. Đúng được. Cho khe rất hát. Không được. Phạm lỗi rồi. Đã cắt còi và có lẽ là một quả đá phạt. Một chiếc thẻ vàng dành cho thủ môn Cao Tạo. Một quả đá phạt cách khung thành của thủ môn Cao Tạo 5m. Một quả đá phạt tương đối nguy hiểm. Liệu các cầu thủ 61 có rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 không? Không vào. Bóng ghi tên, các cầu thủ 61 đang có bóng. Phạm lỗi rồi. Một chiếc thẻ vàng dành cho Phạm Quang Tài. Tỷ số của trận đấu là 4-1. Một quả đá phạt cho FC 61. Trọng tài FC 61 có sự thay đổi người. Cũng tiến vào sân phải cho Viết Hùng. Hùng Đức sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Hùng Đức đánh đảo không được. Lên cho thủ môn 61 Văn Trường. Tiếp tục là một quả đá biên. Văn Trường. Đúng rồi. Không được. Bóng đá đi hết ở biên. Tiếp tục là một quả đá biên. Thank you.
là người thực hiện quả đá biên. Một quả đá phạt góc cho 6-1. Bắn chưa? Tiếp tục là một quả phạt góc. Đánh đầu không được, đánh đầu rất nhanh của Phúc Hải. Bóng đi hơi thiếu chính xác. Phát bóng lên cho cầu thủ 68. Tiếp tục là một quả đá biên. Sẽ là người thực hiện quả đá biên. Và tiếp tục là một quả đá biên. Đá biên thuộc về các cầu thủ 68. Một quả đá phạt cho SC61. Đứng trước quả đá phạt là Phú Đức. Thủ môn cao tạo đá chơi rất tập trung. Trọng tài của FC61 có sự thay đổi người, Phúc Lộc và sân tay cao Phúc Công. Phúc Lộc và sân tay cho Phúc Công. Phong Kỳ Đàn. Cho đến lúc này của trận đấu. Phúc Đức, các cầu thủ FC61 đang rất khẩn trương. Văn Trường vẫn là các cầu thủ 61. Phúc Lộc, bóng đã đi hết đường biên ngang. Trọng tài FC68 có sự thay đổi người, Cao Hạnh và sân thay cho Cao Dũng. Cầu thủ hạng ca 2m08 sẽ vô sân. Một trận đấu rất hay của tên nào Cao Dũng. Vẫn là các cầu thủ 61. Bây giờ không phải vẫn là Minh Hoàng.
vẫn là các cầu thủ 61. Ba người rồi, phạm lỗi rồi, và Hoàng đã phạm lỗi với Phúc Hải. Đúng trước bóng đang là Phúc Đức. Không vào. Cú cứu làm rất đẹp bắt cửa Phúc Đức. Bóng đi cho số đoàn ngang. Đúng cú cứu làm rất đẹp. Phạm lỗi rồi. Trọng tài đã cắt còi. Một quả đá phạt cho FC 61. Sẽ là người thực hiện quả đá phạt cho các cầu thủ FC 61. Một pha tổ chức đá phạt được các cầu thủ FC 61 đang hội ý. Trọng tài FC 68 có sút đây được người. Đắc Tân vào sân. Cao Hiệp vào sân. Trận đấu được tiếp tục. Không được. Không được. Vinh Hoàng triển khai bóng cho các cầu thủ 61. Một cú sút bóng rất mạnh của Đăng Huy. Cao Duy bóng đá trong không lên, bóng đá đi hơi thiếu chính xác của cầu thủ rất đẹp trai Cao Duy. Đá biên cho FC 61. Những phút cuối hiệp hai của trận đấu đang diễn ra rất sôi nổi và tỷ số của trận đấu đang là 4-1 về các cầu thủ FC 68. Bóng vẫn còn. Minh Hoàng vẫn là Minh Hoàng. Cá Long không được. Vẫn chưa. Không được rồi. Một pha phạm lỗi của Cao Duy và một chiếc tay vàng. Cầu thủ 68 đang bị chuột rút đó là Cao Long. Và bác sĩ Cao Văn Tò cũng đã vào sân. Một bác sĩ rất uy tín của
đội tuyển 68. FC 68 có sự thay đổi người Đặng Giang và sân tay cho Cao Long. Đặng Giang và sân tay cho Cao Long. Ban tổ chức đề nghị ông Cao Văn Tuấn không có nhiệm vụ. Anh để yên nào. Tôi mày mày cứ để đấy. Đọc rồi mày cứ để đấy. Đặng Giang vào sân thay cho Cao Long. Quả đá phạt trực tiếp cho FC 61. Đúng được, không được. Bóng vẫn đi vào xà lan. Đi hết được biên, đá biên cho các thủ 68. Tạm lỗi rồi. Không được. Không được, thủ môn Cao Tạo đã chơi rất tập trung. Đáng ơn. Bóng đá đi hết được bên nào. Một quả đá phạt góc cho các cầu thủ 68. Trọng tài FC 61 có sự thay đổi người. Vũ Phong vào sân thay cho Phúc Đức. Đánh đầu không vào. Một pha đánh đầu của Cao Hạnh. Một cầu thủ của 61 đang bị đau. Các cầu thủ FC 61 đã hết quyền thay người. Nếu như không thể thi đấu được thì các cầu thủ FC 61 chỉ còn thi đấu có 6 người trên sân thi đấu với các cầu thủ FC 68 7 người. Phạm lỗi rồi. Hãy
vẫn là các cầu thủ số 1 Phúc Lộc, Minh Hoàng triển khai bóng, bóng rất nguy hiểm, sút đánh tên cầu thủ thứ ba thế giới lên từ số 5-1 cho các cầu thủ số 8 5-1 cho các cầu thủ FC 61. Phúc Lập sẽ là người thực hiện quả đá phạt. Không vào, vẫn không vào. Đúng lúc này trọng tài Kiều Anh Tuấn và trọng tài Anh đã thủ pha kết thúc trận đấu. Tỷ số là 5-1 cho các cầu thủ FC.